Vừa rồi là chúng ta vừa giới thiệu cái nhóm công cụ đầu tiên ở trong các công cụ tạo vùng chọn là nhóm công cụ Marquee. Và như chúng ta đã thấy là nó cung cấp cho chúng ta những cái cách tạo ra vùng chọn hình học, hình chữ nhật hoặc là hình elip. Tuy nhiên là trong thực tế thì không phải lúc nào chúng ta cũng cần những cái vùng chọn có hình chữ nhật hoặc là hình elip như thế. Thì đôi lúc chúng ta cần phải có những cái vùng mà nó phức tạp hơn. Ví dụ như là tôi muốn chọn lấy cái nhóm cải đỏ hoặc là cái nui này chẳng hạn, thì cái đường lượng của nó theo cái hình nó sẽ phức tạp hơn rất là nhiều. Nhưng mà cái công cụ Marquee thì nó không đáp ứng được điều đó. Vậy thì chúng ta sẽ cần làm việc với một cái nhóm công cụ khác gọi là Luxo. Giải thích về Luxo thì trước tiên nếu mà nói về cái ngôn từ thì chúng ta sẽ thấy là Luxo thì nó là cái thòng lọng. Trong thực tế thì nó là cái từ để chỉ cái thòng lọng. Và chúng ta sử dụng thòng lọng trong những cái trường hợp như thế nào? Chúng ta thấy là trong phim ảnh thì chúng ta thấy là bắt quăng thòng lọng để bắt bò này, bắt ngựa này, bắt kiều này, bắt người này. Thế còn đôi lúc thì treo cổ này. Tất cả những cái đó thì chúng ta đều không cần ở trong Photoshop cả. Cái mà chúng ta cần là bắt các cái điểm ảnh mà thôi. Tại sao lại gọi nó là Luxo? Vì cái thao tác tạo ra cái vùng chọn nó rất giống cái việc mà chúng ta thắt một vòng thòng lọng. Khi mà chúng ta chọn công cụ, chúng ta nhấp chuột và giữ, sau đó thì dê xung quanh cái hình mà chúng ta muốn, cuốn theo hình đó và đến điểm đầu điểm cuối thắt kín lại thành cái vòng giống như cái vùng thòng lọng thì là chúng ta chọn được cái hình đó. Đấy là lý do mà tại sao mà nó được gọi là Luxo. Thế thì cái ưu điểm của Luxo là gì? Ưu điểm của Luxo là tính tùy biến. Nó không bị trói cứng vào hai cái dạng hoặc là chữ nhật hoặc là hình elip giống như là Marquee, mà nó tùy biến rất là thoải mái, uốn lên lượn ra lượn vô theo được cái hình mà chúng ta muốn. Đấy là cái ưu điểm của nó. Thế còn nhược điểm của nó là gì? Nhược điểm của nó có hai vấn đề. Một là lúc nào chúng ta cũng phải giữ được cái vùng chọn từ đầu đến cuối cho tới khi nào nó khép kín vào thì thôi. Còn nếu mà chúng ta buông chuột ra ở vị trí nào thì điểm đầu và điểm cuối tự động được nối vào với nhau thành tạo thành một vùng khép kín, bất kể là chúng ta rời chuột ra ở đâu. Ví dụ mới đến đây đã nhả chuột, nó cũng sẽ tự động khép lại như thế này. Đến đây nhả chuột thì nó khép lại như thế này, luôn luôn tự động đóng kín điểm đầu điểm cuối. Thế mà nó có được độ chính xác hay không thì cái công cụ này không có độ chính xác cao, nó chỉ là tương đối thôi. Tôi có thể là cố gắng tôi di từ từ bám theo một cái hình nào đó, tất nhiên là mất rất nhiều công và không phải lúc nào nó cũng hoàn toàn tuân thủ được theo cái mong muốn của tôi, vẫn có lúc là nó lệch ra lệch vô một tí. Tuy nhiên cái tính tùy biến của nó thì cho phép là mình lượng cũng gần tương đối chính xác với lại cái hình mà chúng ta muốn. Thế thì đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối là không có đối với công cụ này. Và thường thì người ta sẽ sử dụng nó ở trong cái mức độ là tạo ra một vùng chọn phát gần giống, gần sát thôi. Nó cũng có tất cả những cái option giống như là chúng ta đã làm việc ở trên công cụ Marquee. Thêm vào bớt đi, giữ shift, giữ an, giữ an shift. Đó, cũng có feather, cũng có anti-alias. Nhưng mà nó không có những cái chế độ là normal hay là fix size, fix ratio, tại vì là đây là cái vùng tùy biến. Thì về thao tác đối với cái Luxo đơn giản, cái Luxo thường thì nó chỉ như thế thôi, rất đơn giản. Bây giờ chúng ta xem tiếp tới cái trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai là trường hợp polygon Luxo. Polygon Luxo thì nó có cái điểm khác biệt so với lại cái Luxo thông thường. Đó là nó không bắt chúng ta phải nhấp giữ chuột từ đầu đến cuối, mà nó lại thao tác theo cái kiểu là nhấp chuột rồi thả, nhấp chuột rồi thả. Đây các bạn quan sát, tôi muốn chọn cái nui này thì nó có một số các đường dích dắt. Ở đây tôi làm rất nhanh bằng cách là nhấp chuột rồi nhả. Thì khi nhả chuột ra thì tôi di chuột tới vị trí mới, và giữa cái điểm mà tôi đã nhấp chuột thì nó tự động nối vào với đầu trò chuột của chúng ta bằng một cái đoạn thẳng như thế này. Nó giúp cho chúng ta nhìn được là cái đường chọn này nó sẽ được vẽ như thế nào. Đến đỉnh chúng ta cần thì nhấp chuột một cái, nó sẽ lại tạo một điểm neo. Sau đó chúng ta lại nhả chuột ra và tiếp tục di thả
nhấp chuột, di thả nhấp chuột như thế để chúng ta tạo các cái đường zig zag, đường thẳng ngắn như thế này. Thao tác này là thao tác rất là dễ, nhất là đối với những cái đoạn nào mà có tính chất thẳng ở trong ảnh thì cực kỳ là nhanh, cực kỳ là dễ. Thế còn đối với đoạn cong thì sao? Đoạn cong thì chúng ta cũng nối dần vào bằng các cái đoạn thẳng ngắn để cho nó uốn cong nhẹ nhẹ dần dần, và tất nhiên sẽ hơi mất thì giờ một tí, tại vì là chúng ta sẽ chỉ vẽ được các đoạn ngắn nhỏ nhỏ một thôi. Sau đó thì chúng ta cũng sẽ khép kín cái hình này lại. Điểm đặc biệt là chúng ta có thể hoán chuyển giữa cái công cụ Polygon Lasso này với lại công cụ Lasso bằng cách là chúng ta nhấn giữ phím Alt trên bàn phím và chúng ta giữ phím chuột không nhả ra nữa thì nó sẽ hành xử giống hệt như là Lasso. Đây tôi nhấn phím Alt này và tôi giữ bấm chuột mà không nhả ra nữa thì nó sẽ được phép làm việc giống như là chúng ta làm việc với Lasso. Còn nếu như mà tôi nhả chuột ra và nhả phím Alt ra thì tôi lại quay trở về cái cách là gì đây, nhấp thả của Polygon Lasso. Điểm mạnh là vẽ nhanh, đặc biệt là với các cái vùng chọn mà hoặc là những vùng ảnh mà có cái tính chất là thẳng. Đấy, các công trình kiến trúc, nhà cửa, bàn ghế, những cái gì mà mang tính công nghiệp có nhiều đoạn thẳng thì sử dụng cái này rất là nhanh. Nhưng mà đối với đoạn cong thì hơi lâu la một tí, bởi vì chúng ta phải vẽ nhiều đoạn thẳng lắm một để chúng ta lựa nó theo từng đường cong. Thì đấy là cái thao tác mà chúng ta có thể dùng với lại công cụ Polygon Lasso. Thế còn cái công cụ cuối cùng ở trong nhóm là gì? Công cụ cuối cùng trong nhóm là Magnetic Lasso. Magnetic thì lại phải giải thích một chút. Tại sao lại là Magnetic? Nói tới Magnetic thì chúng ta lại liên tưởng tới từ tính hay nam châm. Và từ tính hay nam châm thì tính chất của nó là gì? Cứ gặp sắt thì hút vào. Ở đây thì chúng ta không có sắt, không có từ tính thực sự, mà cái chúng ta cần khi sử dụng cái công cụ lựa chọn này là gì? Vẽ bao lấy một cái đối tượng nào đó để chọn nó trong số rất nhiều đối tượng khác có mặt ở trong bức ảnh, và chúng ta thường là bám theo rìa của đối tượng. Magnetic này để chỉ vấn đề gì? Để chỉ vấn đề là nó tự động bám theo đường biên của đối tượng. Thế thì tại sao nó lại có thể tự động bám theo đường biên đối tượng? Thì chúng ta lại thấy một cái vấn đề như thế này. Photoshop có phân biệt được đâu là quả dưa, đâu là củ cải đỏ, đâu là kiwi hay không? Không, đúng không? Chúng ta đã thống nhất cái khái niệm đó ngay từ ban đầu. Vậy thì khi nó không biết đâu là quả dưa thì làm sao nó biết được đâu là đường chu vi của quả dưa mà nó bám vào? Giống như là sắp gặp nam châm thì tự bám. Thì vấn đề ở đây là nó lại dựa trên một logic hết sức là đơn giản. Mặc dù nó không biết được đâu là nền, đâu là hình, đâu là đối tượng A, đâu là đối tượng B, nhưng nó lại dựa trên một cái logic cực kỳ đơn giản là gì? Hai đối tượng khác nhau nằm cạnh nhau thì sẽ tạo ra một cái giải màu, cứ một bên là màu nọ, một bên là màu kia. Ví dụ đơn giản là chúng ta nhìn quả dưa. À, quả dưa thì màu vàng, nền là màu trắng. Vậy thì biên của quả dưa sẽ là một cái dải kéo dài, một bên vàng, một bên trắng. Thì đấy là biên. Đấy. Nó tính logic cực kỳ đơn giản thôi. Thế và dựa trên logic đó, chúng ta sẽ thấy nó làm như sau. Tôi chọn công cụ, nhấp vào một điểm rìa của đối tượng quả dưa với cái nền trắng. Nó sẽ đo luôn là màu ở bên trên là gì, màu bên dưới là gì, màu bên phải là gì, màu bên trái là gì. Nó nhận ra là trên dưới này là khác nhau, là một bên là trắng và một bên là một màu có tính chất vàng. Vậy thì bây giờ tôi chỉ cần di một cách tương đối chính xác xung quanh cái đối tượng này thôi, nó cứ tìm một cái dải mà dính dáng cái màu trắng, một bên là màu trắng, một bên có chất vàng kéo dài, thì nó cứ bám theo đấy mà nó chặn. Việc của chúng ta là gì đấy? Di một cách tương đối chính xác thôi, còn bám như thế nào là tự động nó nhận diện được rồi. Bây giờ thì tôi lại vẽ rất chính xác so với cách vẽ bằng Lasso. Đấy, gì tương đối chính xác xung quanh, tự nó bám vào. Mặc dù rõ ràng nó không biết đâu là quả dưa, đâu là nền, nhưng nó phân biệt được sự khác biệt sắc độ, khác màu,
và máu vã rất nhanh. Thì đấy chính là ám chỉ cái magnetic, tức là tự vã. Tuy nhiên điểm mạnh là thế, nhưng điểm yếu cũng chính là ở chỗ đó. Nếu như màu sắc mà khác nhau rõ ràng, độ tương phản khác nhau lớn thì nó bám rất là giỏi. Nhưng nếu mà màu giống nhau, màu nhờ nhờ không phân biệt được rõ ràng về mặt tương phản và sắc độ, thì nó lại trở thành một cái thằng loạn quạng, một cái thằng mù dở. Đây các bạn quan sát cái ví dụ này. Cái nuôi ở trong này là màu vàng, nhưng mà cái nền của nó cũng ảnh hưởng sắc vàng rất là nhiều, và cái độ tương phản rất là kém. Tôi cũng lặp lại cái thao tác giống như tôi vẽ quả dừa vừa rồi, và tôi bấm chọn, sau đó tôi cũng cố gắng di một cách chính xác nhất qua cái đường biên mà tôi nhận diện được bằng mắt, thì các bạn thấy cái độ tự bám của nó cực kỳ kém luôn. Nó bỏ qua rất nhiều điểm đáng nhẽ ra cần phải bám ở trên đường biên. Vì sao? Nó không xác nhận được cái sự khác biệt về màu hoặc là độ tương phản. Tất nhiên là tôi có thể là gia giảm các tham số ở trên tay option để tôi chỉ đạo cho nó tăng hay giảm cái độ khác biệt để nhận biết. Nhưng mà đây, nếu mà xem xét kết quả cách bình thường, coi như không can thiệp, thì các bạn thấy rằng nó bỏ qua cực kỳ nhiều điểm. Đây vẫn còn đơn giản. Nếu như chúng ta vào một cái vùng nào đó mà nó phức tạp về mặt màu sắc hoặc là nhiều chi tiết, đôi lúc chúng ta sẽ gặp phải chỉnh tình trạng là không điều khiển được luôn. Tại vì bên trái cũng thấy một điểm giống giống cần phải bám vào, bên phải cũng một điểm gần gần giống như thế, nó đánh đu lắc lư ở giữa, nó không quyết định được là bám bên phải bên trái nữa, hoặc là bám lên trên hay bám bên dưới nữa. Và những trường hợp như thế nó sẽ rất là loạn. Thế thì để làm việc như thế thì chúng ta cũng sẽ phải chọn được đúng cái công cụ, đúng thế mạnh của nó trong từng trường hợp. Ví dụ gặp phải trường hợp như thế thì thôi, tôi sẽ đang vẽ giờ thì tôi cũng sẽ nhấp nút chuột để tôi tự động đóng kín cái vùng chọn lại luôn, coi như thoát ra luôn, Ctrl D gửi đi. Hoặc là đang vẽ giờ như thế này đó, thì chúng ta escape luôn, gửi luôn để chọn một công cụ khác hợp lý hơn. Đấy, thì đấy là vài cái option mà chúng ta cần phải nắm được khi chúng ta sử dụng cái nhóm công cụ Luxo. Đấy, như vậy là nhắc lại, công cụ Luxo của chúng ta có 3 công cụ: Luxo thường, Luxo Polygon và Luxo Magnetic. Luxo thường thì cứ phải giữ phím chuột cho tới khi nào vẽ xong thì thôi, và cố gắng vẽ chính xác nhất có thể, bám theo chu vi của cái đối tượng mà chúng ta cần lấy. Đặc điểm của nó là tính tùy biến rất là cao. Đấy, và linh hoạt trong cái việc là chuyển quyền chuyển theo đường biên của đối tượng. Tuy nhiên là độ chính xác tuyệt đối là cái công cụ đó không có. Đấy, chúng ta chỉ vẽ được một cái vùng cũng gọi là tương đối thôi. Polygon Luxo thì vẽ theo cách là nhấp thả chuột, nó không mỏi tay, nó cũng không quá căng cứng trong cái lúc vẽ. Và nếu cần thì chúng ta nhấn thêm, giữ thêm phím An và giữ chặt phím chuột thì nó sẽ hành xử giống như Luxo thông thường. Cách vẽ của nó thì vẽ theo các đoạn thẳng ngắn một, và đặc biệt phù hợp với những cái phần hình ảnh có nhiều cái đường thẳng. Tuy nhiên là vẽ đường cong thì mất hơi nhiều công, tại vì là chúng ta phải vẽ rất nhiều đường thẳng con, đoạn thẳng con. Thế còn là magnetic Luxo thì trong các trường hợp mà khác biệt về màu, khác biệt về sắc độ tốt thì nó là công cụ tuyệt vời để mà tự động bám vào đường biên của đối tượng. Tuy nhiên nếu mà gặp phải trường hợp màu tương đối giống nhau hoặc là độ tương phản kém thì công cụ đây là công cụ vứt đi. Chúng ta nên chọn một công cụ khác hợp lý hơn trong cái trường hợp đó. Thì đấy là một vài cái option mà chúng ta nói về cái nhóm công cụ Luxo.